Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà cùng quay lại kênh Nguyên Anh Cuối Cùng Giờ Bếp nha. Hôm nay Nguyên Anh Cuối sẽ giới thiệu tới cả nhà món ăn rất là quen thuộc và nổi tiếng ở Việt Nam. Món ăn xuất phát từ người Hoa đó là món bánh bao nhân thịt nha cả nhà ơi, rất ngon mà thơm nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng nha thực hiện món ăn này nha các bạn. Và nguyên liệu làm bánh chúng ta sẽ có như sau, là phần nhỏ bánh các bạn nha, là 300 g bột mì bông hồng các bạn nha, bông hồng xanh bông hồng đỏ cũng được. Rồi sữa tươi chúng ta sẽ có là 180 ml các bạn nha. Rồi đường chúng ta sẽ có là khoảng cỡ 30 g các bạn nha, cùng muối là khoảng 2 g nha các bạn. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm là phụ gia là phần men các bạn nha, men là 10 g. Rồi cùng với bột nổi các bạn là 10 g, và cuối cùng là mỡ trụ các bạn nha là 5 g. Nguyên liệu để làm đến phần vỏ bánh các bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cho cái phần sữa tươi các bạn vào mà hâm nóng hoặc là để bếp ba các bạn nha, khoảng hâm khoảng cỡ 30 giây thôi cho nóng. Rồi chúng ta sẽ cho phần men vào cái phần sữa tươi các bạn nha. Rồi tiếp theo thì khi mà sữa tươi đã nóng rồi các bạn, này gọi là nóng khoảng cỡ 50 60 độ thôi chứ không phải nóng nóng, mà chúng ta sẽ pha với đường các bạn nha. Cho cái đường nó tan hết. Các bạn lưu ý nha, bỏ muối nha, muối gặp men nó sẽ chết liền. Nhưng mà được gặp men nó sẽ nở rất là tốt các bạn nha, lưu ý nha. Rồi chúng ta sẽ khuấy đều đường với sữa, sau đó chúng ta sẽ men cho men vào nở các bạn nha. Thì chúng ta sẽ ngâm vô nở khoảng cỡ 15 20 phút thôi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu trộn bột các bạn. Ok rồi, sau khi mình đã ủ xong phần sữa tươi với men thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình trộn bột các bạn nha. Thì ban đầu mình sẽ cho cái phần bột mì bông hồng và bông hồng xanh và bột mì bông hồng đỏ các bạn nha. Các bạn có sợ trên Google á sẽ rất nhiều chỗ bán, mang mua trên mạng cũng được, mua bên ngoài cũng được các bạn nha, nhớ nha, bột mì bông hồng xanh, bột mì bông hồng đỏ đó à. Rồi sau khi mình cho bột mì vào thì mình sẽ cho cái phần sữa tươi đó ủ với men vào các bạn nha. Rồi sau đó mình sẽ cho muối cùng với cái bột nổi vào, mình sẽ đánh lên à, sau khi mình đánh cho nó quyện vào nhau, nó dính vào nhau các bạn à, thì sau đó mình sẽ cho mỡ trụ vào sau cùng à, lúc đó mình sẽ đánh thêm khoảng cỡ mấy phút nữa là mình sờ vào tay và mình cảm giác như là nó không dính tay mình nữa là ok các bạn nha. Rồi xong một bột nữa các bạn à, rất đơn giản nha. Nếu bạn nào mà có máy thì rất nhanh, còn bạn nào không có thì đánh tay thì nhồi cũng được, phải lâu xíu thôi nha, nhưng mà chịu khó đi nha. Rồi thì kết bạn cũng như nhau thôi. Ok, bột nó đã hòa quyện với bột với phần sữa các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái men mỡ trụ vào các bạn nha. Rồi mình đánh thêm khoảng cỡ 5-10 phút nữa. Thì các bạn tùy theo các bạn, nếu mà đánh tốc độ cao thì cho khoảng cỡ vài phút thôi, 3 đến 5 phút thôi. Đó, bắt đầu là nó kết dính rồi các bạn. Đó, bây giờ là xong rồi các bạn không? Đó, sau khoảng 5-7 phút là ok rồi. Bây giờ mình chỉ cần áo một lớp bột mì rồi mình lấy ra mình nặn hình rồi ok. Đó, mình sờ vào không dính tay là chuẩn luôn các bạn. Rồi mình phủ một lớp bột với phần miếng gạch đó hay là phần sắt đó, bàn mình đó, để mình nhào bột các bạn nha. Mình nhào cho nó mịn lại là ok. Bột đã đạt chuẩn rồi các bạn, không dính tay rồi đó. Bây giờ mình nhào cho mịn lại rồi bắt đầu mình sẽ cho nó nở bạn nha. Đó, mình ngâm cho nó nở. Nó theo khoảng cỡ 3 phút nữa bắt đầu mình sẽ chia thành cục ra để mình gói bột các bạn.
Ok, rồi xong nữa các bạn thấy không? Đó, nó bị đỡ. Bây giờ mình sẽ dùng bê tông bịt lại, ủ khoảng thêm nữa nửa tiếng nữa các bạn nha, thì sẽ nở phình ra. Sau đó mình sẽ cắt hai theo từng miếng nhỏ để mình gói như nhân các bạn nha. Bây giờ mình chuẩn bị mình làm nhân nha các bạn, trong thời gian nha, chờ ủ nửa tiếng. Rồi, nguyên liệu làm nhân trứng cút và trứng muối sẽ có là 100 g củ sắn các bạn nha, nhớ băm nhuyễn ra và bắt cháo nước các bạn. Rồi nấm đông cô với nấm mèo mình sẽ cho là một thứ 10 g các bạn nha. Ngoài ra thịt xay chúng mình sẽ có là 300 g các bạn, nó có dầu sống hàng tốt các bạn nha. Rồi trứng cút là 10 trái nha, nhớ luộc chín các bạn. Rồi trứng muối cũng vậy, mình là luộc chín luôn, hoặc nướng 2 trái thôi đủ rồi. Rồi, ngoài ra sẽ có thêm là đậu hành 10 g các bạn nha. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ có bột năng các bạn nha, là 3 g, hạt nêm là 2 g, muối là 2 g. Rồi, tiêu là 1 g. Bột ngọt là 2 g các bạn nha. Rồi, cùng với đường là 5 g. Ngoài ra sẽ có thêm dầu mè nữa tạo mùi thơm là 2 ml các bạn nha. Rồi, đầy đủ nguyên liệu các bạn. Bây giờ thì nguyên liệu này các bạn sẽ trộn chung với nhau nha. Thì ở đây mình sẽ chỉ các bạn 2 cách. Nếu các bạn nào mà muốn hấp bánh nhanh đó, thì mình sẽ lấy nguyên liệu này mình trộn chung, sau đó mình sẽ xào chín các bạn nha. Thì mình hấp khoảng cỡ 10 phút là ok, là bánh sẽ ra rất đẹp. Còn nếu các bạn nào không muốn mà xào mà muốn giữ nguyên liệu tươi mình hấp chung đó, thì sẽ lúc mình hấp bánh đó, sẽ lâu hơn khoảng tầm 15 tới 25 phút các bạn nha, lưu ý nha. Thì hấp cái đó thì bánh nó sẽ chín, nhưng mà có điều nó sẽ không được đẹp các bạn, tại vì bánh hấp lâu quá nó sẽ bị mềm dũng các bạn nha. Bạn lưu ý nó tốt nhất thì các bạn nên xào trước khi mình hấp các bạn nha. Sau khi xào trong các bạn cứ bỏ lạnh đi, rồi sau đó mình cần thì mình lấy ra mình làm nhân thôi. Rồi bây giờ mình trộn chung nguyên liệu rồi mình trộn rồi mình bóp nha, cho nó nhuyễn lại, và sau đó nó sẽ sáng thành một cục các bạn, nó kiểu như nó thành một cục để lát mình vo nó dễ hơn. Ok, bây giờ mình sẽ ngắt từng viên bột ra các bạn nha. Bột đã ủ xong rồi, viên mình để mình cán mỏng, sau đó mình sẽ cho nhân vào để mình gói thành bánh bao các bạn nha. Rồi thì các bạn lấy một viên ra, rồi mình cân đó, trọng lượng vỏ là phải gấp đôi phần nhân các bạn nha. Hình như là vỏ là 30 g thì hình như 15 g, các bạn cứ làm vậy là ok. Rồi bây giờ mình sẽ lấy phần đồ cán bộ qua mình cán mỏng ra, thì các bạn có thể lưu ý là mình cán trừ cái ở bên trong đó, nó dày chút xíu để khi mình bỏ nhân mà mình đem hấp các bạn nó sẽ không bị bể cái phần lấy các bạn nha. Đó, không các bạn có thể miếng giấy lót dưới người với nến đó. Đó, 2 cách để các bạn lựa chọn nha. Rồi sau khi cán xong mình sẽ cho nhân vào các bạn, cho cái phần nhân mình đã trộn lúc nãy á, rồi sau đó mình sẽ cho thêm một trứng muối hoặc là trứng cút lên bên trên là mình gói lại thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cho nhân vào các bạn nha. Đó, rồi cho mình cho một cái trứng cút vào. Đó. Rồi mình sẽ gói lại, thì các bạn có thể gói đầy nhất là mình gói 4 đầu lại. Đó, bây giờ mình sẽ
cấp hai đầu trước rồi ha, nó rất là đơn giản nè. Rồi sau đó mình sẽ gấp hai đầu viên lại, mình bóp lại bóp cả các bạn nha, mình để cho nó hở. Nó hở thì lúc mà mình hấp nó sẽ bung ra, không đẹp các bạn nha. Đó, đây là cách gói đơn giản nhất đó. Rồi mình sẽ bốn cái chóp, bốn góc mình sẽ bóp lại giống vậy luôn, thành cái hình bánh bao. Còn muốn bằng nào muốn đẹp hơn thì có thể dùng chỉ mình tạo hình tám sợi chỉ các bạn, thì tám góc á sẽ khứa, nó sẽ đẹp giống như ở ngoài á, nhưng mà mình thấy cái đó hơi bất tạm, mình thấy cái này đơn giản hơn, các bạn có thể là cách này cũng được nha. Đó, bóp bốn đầu lại là ok, xong rồi các bạn. Rồi mình sẽ chuẩn bị hấp các bạn nha. Rồi nước đã sôi các bạn, bây giờ trước khi hấp mình sẽ cho các chị bạn bí quyết nữa là mình sẽ dùng giấm của mình nha. Mình sẽ cho một xíu giấm vào cái phần ở nước nóng ở dưới á, để giấm bốc hơi là nó sẽ giữ cái bánh mình mềm, không bị tơi ra và không bị khô. Đó, bây giờ mình sẽ cho cái phần sừng bánh bao lên trên, bắt đầu mình hấp các bạn nha. Hấp khoảng cỡ 15 phút là mình đã nhân chín rồi các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình lấy các bạn nè, đẹp không? Đó, rất đẹp nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra mình chuẩn bị thức các bạn nha. Ok, đây là hình quả nè cả nhà. Đó, rất đẹp, rất thơm và rất ngon các bạn nha. Ăn ngay trang ngoài hàng luôn các bạn. Đó, mặc dù hình dáng thì có thể là không giống nhau lắm, không sự đồng đều, nhưng mà ăn thì tuyệt vời cả nhà ơi. Đó, bộ bánh mềm mềm, miệng xốp xốp nè. Ăn ngay trang ngoài của bạn hơi bé béo. Đó, nhưng bên trong thì khỏi che luôn. Đó, nhưng trứng muối trứng cút tuyệt vời luôn cả nhà nha. Rồi trong những ngày là dịch bệnh này ở nhà thì kiếm món ăn thì rất là khó, nên chúng ta có thể tự làm tại nhà các bạn. Đó, không gì khó nha, là không được lần một thì lần hai sẽ thành công như các bạn. Rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn món này nha, nhớ đừng quên like share các bạn. Đó, hẹn cả nhà ở những clip sau nha, bye bye.